Vâng, Trinh Trang Horat đây xin kính chào toàn thể quý vị các bạn và anh chị em trên toàn quốc. Hôm nay thì nhận được một sự đề nghị của một anh bạn khách hàng xa để có nhờ là chọn và test cho một cặp mic. Đây là một cặp mic hàng bãi xịn của Mỹ với một cái model là 565SD của hãng Shure, được sản xuất tại Mexico. Thì toàn bộ mic còn zin bản từ A đến Z, và cái đầu lồng bảo vệ mic đây, anh chị em để ý đây, là toàn bộ cái hệ thống đầu lồng chụp này bằng lốc là còn sáng bóng luôn, không hề bị chảy méo méo bẹp luôn. Và thân mic, và toàn bộ thân mic là bằng lốc bằng kim loại cũng cực kỳ đẹp luôn, và trên thân mic và cũng rất là đẹp, toàn bộ mic zin bản từ A đến Z. Thì em nhân tiện là em chọn và em test cái cặp mic này, thì em cũng xin giới thiệu luôn với anh chị em một lần nữa là biết thêm về cái chất âm của cái dòng mic hàng bãi xịn Mỹ này, của hãng Shure 565SD này. Thì cái chất âm của cái cặp mic này thì anh chị em cũng đã biết rồi, chất âm thì nó rất chi là tuyệt vời, sáng đều và giải bass trung tép, và điều rất đặc biệt là hát không hề bị rít rú khi mà anh chị em, đặc biệt anh chị em hát khi mà các cái bài hát mà có cái tông nhạc cao, khi anh chị em lên giọng cao và khi xuống giọng là nó rất chìn hay, không hề bị vỡ tiếng anh chị em nhé, rất hay, cực kỳ hay. Và ở cái video trước này em cũng đã giới thiệu chi tiết về cái dòng mic này rồi, thì hôm nay thì em sẽ một lần nữa em test cái mic này cho anh bạn, và em cũng giới thiệu với anh chị em thêm một lần nữa là biết thêm về cái chất âm của cái dòng mic này. Thì bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc, và với một cái cặp loa ở cái video trước em giới thiệu rồi, một cái cặp loa của hãng Beoler với model là CSG 403. Cặp loa này hàng bãi được sản xuất tại Mỹ với một cái cấu hình rất chi là đẹp, một bass 40, một trung 16 và một tép. Và bây giờ thì tiện em sẽ test luôn một đoạn nhạc karaoke, test thử mic, và cũng đồng thời là giới thiệu với anh chị em về cái chất âm của cái cặp loa Beoler CS 403G này. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng anh chị em cùng thưởng thức cái chất âm của cặp loa này. Hai lên 6, 7, 8, 9, 10. Hai bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường lắng u buồn, dìu nhau đi tìm dặm bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu thương ngọt ngào. Để một chiếc vừa ra ngoài, một chiếc nữa. Trong cõi thâm sâu, ngày anh đi tôi gạt nước mắt thế lương sầu bi. Tôi vẫn nhớ đêm đã tay đêm trăng sao, hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe ra buồn, mới hay mình vẫn yêu người, ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao. Thương góc trăng sao dệt muôn nỗi em
nguyện tình kia vỗ cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuông đáy đau thương mọi mòn. Vâng, rất chi là đơn giản thôi, chỉ với một đôi loa và một chiếc âm ly và một cặp mic là anh chị em là có thể dùng phối ghép để giải trí trong căn phòng nhà mình với một cái không gian từ 15 cho đến 20, 30, 40, 50 mét vuông, ok. Và với một cái chất âm rất chi là mộc mạc của toàn bộ loa và âm ly, và đặc biệt cặp mic của hàng bãi xịn sản xuất tại Mexico, hàng bãi của Mỹ, thì anh chị em có thể là chơi và yên tâm về tất cả về cái chất lượng về nghe nhạc và hát. Và anh chị em có nhu cầu sở hữu cái cặp mic em đang giới thiệu cùng với anh chị em đây, thì anh chị em liên hệ trực tiếp với em Trinh Trang Audio đây, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu, bảo đảm toàn bộ trong và ngoài thân và vỏ và ruột mic là zin bản từ An Z và sử dụng ok. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn quan chị em trên toàn quốc.